Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Lầm gì? Không. Còn chạy về đó, nghĩ cái gì vậy? Nhiếp Ly, Tạ Di, Lâm Di đều chết cả rồi. Trước tiên rời khỏi đây đã, việc khác để sau hãy nói. Sao còn có một tên, giết hắn luôn đi. Không biết những kẻ này có lai lịch gì, tạm thời không thể nào ngang nhiên sử dụng vạn lý sơn hà đồ. Chỉ đành phải tăng tốc vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Tên này là ba thiên tinh cảnh không sai, sao lại nhanh như vậy chứ? Chỉ là một tiểu tử thiên tinh cảnh, lại dám cướp người từ trong tay của ta, tự tìm cái chết. Cái gì? Hàn khí mạnh thật, Nhiếp Ly. Không được, ta không thể nào chết được. Long Vũ Âm cũng vậy. Tiểu tử kia rốt cuộc có la lịch gì? Chỉ có tu vi thiên tinh cảnh, tốc độ vậy mà lại nhanh đến mức ngay cả phi kiếm của chính mình bắn ra đều không đuổi kịp. Não đại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiểu tử kia chạy nhanh quá. Đuổi theo, ta không tin hắn có thể giữ được tốc độ như vậy. Tu vi của hắn căn bản là không chịu được bao lâu. Chỉ là một thiên tinh cảnh, bên người còn mang theo nữ nhân, lại có khả năng tránh được sự truy đuổi của nhiều cường giả long đạo cảnh chúng ta hay sao?